Mình xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với cái hình trận khai cuộc của tiên nhân chỉ lộ. Thì mình đã ra hết 5 số của tiên nhân chỉ lộ rồi, thì hôm nay là số thứ 6. Thì hôm nay chúng ta khai cuộc theo kiểu hoàn toàn là giang hồ. Và mình nghĩ ít nhiều các bạn chắc có lẽ cũng từng gặp. Thì tiên nhân chỉ lộ thì trước tiên thì chúng ta khởi binh. Đã ném đá dò đường thì chúng ta phải quăng một binh lên để xem bên kia ứng phó thế nào. Thì như những biến mình đã chia sẻ ở năm số trước thì đối pháo để chốt, phi tượng, đối binh cục, rồi binh vào pháo đầu, rồi phi mã vân vân đã có hết. Thì hôm nay mình tiếp tục chia sẻ về đối binh cục. Khi bên hậu tiến binh thì chúng ta thông thường theo cách sức quân thì tới đây chúng ta cưỡi tượng vào vó tàu hoặc là chúng ta phi mã lên. Nhưng mà hôm nay chúng ta khai cuộc giang hồ là sĩ giáp pháo. Chúng ta khai cuộc là tiên nhân chỉ lộ, nhưng vào cuộc lại là sĩ giáp pháo hướng tới phản cung mã. Thì nếu mà bên kia đánh theo cách thông thường thì sẽ phi mã một trong hai mã lên, hoặc là phòng thủ tượng sĩ vân vân. Tuy nhiên hôm nay đánh cuộc giang hồ thì cả hai bên đánh sĩ giáp pháo. Mình nghĩ hình trận này rất là ít gặp, nhưng mà không phải là không có gặp, thì mình muốn chia sẻ cho nó nhiều hình trận lên để anh em chúng ta nghiên cứu thêm, để anh em chúng ta chia sẻ với nhau về kinh nghiệm về về hình trận vân vân. Thì tới đây các bạn nên lựa chọn cái bố cục, nếu mà không đầu pháo thì chúng ta nên chọn là bổ tượng trước. Thay vì các bạn phi mã vẫn được, nhưng mà chúng ta bổ tượng trước là để tiếp tục chờ diễn biến bên kia, để coi chúng ta là nên đánh mã phi lên lầu 3 hay là mã chúng ta phi lầu 4 đánh mã quỳ. Cho nên là chúng ta phi tượng lên để có nhiều sự lựa chọn cho hình trận. Thì tới đây để đánh ngoài cuộc sách vở thì người ta sẽ không chống sĩ hoặc là phi công mã 8 nữa, mà ta quăng thẳng mã lên biên. Thì ta đánh qua đúng cái hình trận của pháo giáp sĩ. Thì tới đây chúng ta nên phát triển cái hình trận của phản cung mã. Chúng ta làm một cái hình trận mà hoàn toàn nó không vào chính quy nào hết. Khai cuộc là tiên nhân, để chuẩn bị vào cuộc lại là sĩ giáp pháo, và bây giờ là bắt đầu dàn lên cái hình trận phản cung. Tuy nhiên là bên kia lúc này chắc chắn sẽ xuất xe các bạn, để tránh cái trường hợp mà xe mình bình ra tạo áp lực thì người ta xuất xe trước. Nếu xe người ta bình ra người ta có thể là tấn pháo xuống để phòng tỏa, và cho nên tới đây người ta sẽ bình xe ra. Thì lúc này chúng ta cũng không khai cuộc theo kiểu bình thường là đi hoành xe lên. Bình thường tới đây chúng ta có thể là chọn nè, phi mã lên lộ 4 để đánh mã quỳ. Hoặc là bình xe ra kiềm chế, hoặc là chúng ta đánh hoành xe để xuất quân nhanh nhất. Tuy nhiên hôm nay chúng ta lại tấn binh 3, chúng ta phế binh. Thì bên kia chắc chắn sẽ ăn binh các bạn, tại vì chưa có quân nào giữ, quân thì chắc chắn là sẽ ăn. Thì lúc này chúng ta lại tiếp tục xuất quân chứ không ăn binh chốt này, và chúng ta chỉ mượn chốt này để mà mở đường sau này thôi. Tới đây chúng ta quăng mã quỳ lên. Tới đây chúng ta chọn cái hình trận mã quỳ. Các bạn thấy là bên kia thể là binh chốt vào để giữ chốt lại, hoặc là tiếp tục sức cánh quân còn lại. Thì thông thường những người đánh cờ có kinh nghiệm á, thì ít khi tới đây mà người ta lo tập trung đi chốt lắm, rất là mất nước, mà cánh quân này thì chưa phát triển được, hình trận chưa ổn định. Thì tới đây chắc chắn là sẽ tranh thủ sức quân, những quân mạnh nhất, chủ lực mạnh nhất. Các bạn thấy là sức quân xe này rất là có lợi. Có lợi là vì sao? Còn một tiên là mình vào đây để mà bắt lại con mã, bắt mã lộ 4 của mình. Thì tới đây chúng ta buộc phải bình xe ra bắt chốt trước khi mà chúng ta tấn hoành xe để giữ mã. Đến đây bình ra bắt chốt thì chắc chắn người ta sẽ bình xe để bắt mã. Thì lúc này chúng ta mới tấn hoành xe lên để giữ mã lại. Thì bên kia có hai phương án, một là tiến mã lên. Tiến mã lên để chi các bạn? Khi mà người ta phi mã lên, nếu mà chúng ta chém chốt trước thì người ta sẽ thối pháo một để bình qua tấn công cánh bên này. Đó là lý do vì sao mà có nước phi mã và cái nước ém pháo xuống đây. Còn cái nước mà pháo tiến xuống đây là để dùng trực tiếp xe này bắt mã này, thì buộc chúng ta tới đây hoặc là ăn chốt, hoặc vào pháo cản lại, hoặc là chạy mã về. Thì tuy nhiên tới đây các bạn nên phế mã, các bạn ăn lại chốt. Vì sao? Nếu mà người ta ăn chốt thì chúng ta sẽ đắc thêm một tượng. Quân mã này rất khó chạy trường hợp như thế này nha. Nếu mà người ta ăn mã như thế này chúng ta chiếm tượng, thì các bạn thấy là mã này chỉ có thể quăng lên biên, thì xe chúng ta thối về hai nước để chốc đôi, thì kiểu gì chúng ta cũng là một tượng, và cánh này rất là trống, rất là nguy hiểm. Cho nên người ta sẽ phi tượng chứ không ăn mã. Thì tới đây chúng ta mới đem mã phi lên. Phi lên thì mã lúc này buộc phải phát triển, không thể ở đây được.
Thì các bạn biết cái hình trận mà nếu mà mã mà người ta không phát triển lúc này, người ta sẽ bị đè rất là ngợp, nên lúc này ta buộc phải phát triển mã lên. À, vẫn còn nước ám phục là thối một trong hai pháo này về và lòn vào đánh cánh quân này. À, tuy nhiên tới đây chúng ta có những phương án là tiến pháo xuống để bắt xe hoặc là tiến xe xuống để mà đè mã lại. Thì các bạn thấy nếu mà tới đây chúng ta tiến pháo bắt xe trước thì mã phi lên thì vừa chốc lại pháo cướp một tên và mã này sẵn sàng kích đấu đó, cho nên là chúng ta không nên phi pháo lên đó, chúng ta nên dùng xe đè xuống một nước để mà sau nước này chúng ta mới bắt đầu tiến pháo xuống để kích xe. Thì các bạn thấy tới đây một trong hai pháo người ta sẽ hoạt động hoặc là thối pháo về để qua chi kích, hay là tấn pháo một để đuổi xe đi. Thì bạn thấy nếu mà cái nước thối pháo về như thế này thì quân sẽ bị co cụm về đây rất là khó đi, cho nên cái nước mà tấn pháo lên để đuổi xe buộc xe phải thối về hoặc là ăn vào chốt, sau đó đánh đắc sĩ thì người ta sẽ ưu hơn. Ví dụ như tới đây người ta tấn một đó, thì mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi, ăn chốt hoặc là thối về. Nếu chúng ta thối về là chúng ta đang tự cản đường quân mã, còn nếu chúng ta ăn vào chốt thì chúng ta chấp nhận lỗ một sĩ, thì tới đây chúng ta ăn chốt luôn các bạn. Đó, thì các bạn thấy là tới đây người ta hoặc là tiến pháo lên bắt mã đó, hoặc là dùng xe đạp thẳng sĩ để lời chắn một quân sĩ này. Thì bạn thấy là nếu mà cái nước tiến pháo lên đây để bắt mã thì nước này nó không có ưu lắm các bạn. Vì sao? Tới đây là chúng ta có thể là thứ nhất là bình xe ra, vừa đè mã vừa giữ lại mã. Thứ hai chúng ta lời được binh năm, cho nên nước tiến pháo xuống đây là không hiệu quả. Nên tới đây người ta đắc sĩ là chắc chắn, thì buộc tướng ăn ra, sau đó người ta chiếm xe. Đó, thì lúc này mã của chúng ta mới bắt đầu phát triển thì có hai chân, thì chúng ta cũng nên lựa. Nếu mà chúng ta bay lên lộ 5 thì quân pháo này chỉ cần thối một là mọi chuyện ổn hết. Nếu mà chúng ta bay lên lộ 4, lộ thứ 4 này, nếu mà pháo tiến xuống thì không có chỗ đánh, mà nếu thối về bất chợt thì sẽ dễ mất tường. Ví dụ một trường hợp như thế này đó, thì các bạn thấy là pháo thể là tiến lên một nước hoặc là thối về hai nước. Nếu mà tiến lên một nước thì bạn thấy là chúng ta tiếp tục quăng mã xuống để hầm ngòi tàu. Hình trận của chúng ta cũng rất là ưu thế ở cờ này. Còn nếu mà pháo thối về để qua chi kích mặt tướng thì tới đây chúng ta có thể chọn lựa là chém tượng hoặc là tiến pháo xuống chiếu. Thì các bạn thấy nếu mà lúc này chúng ta tiến pháo xuống chiếu thì không cần thiết, chưa cần thiết. Lúc này chúng ta đắc tượng luôn, chúng ta đắc tượng luôn. Nhưng mà lỗ một sĩ thì đắc là một tượng, người ta sẵn sàng bỏ là một tượng như mình. Đó, thì tới đây người ta có thể bình pháo qua hoặc là chống sĩ lên thôi. Tại vì nước bình pháo qua để mượn lực pháo phía sau bước mã lên tấn công để mà chiến tướng, thì bạn thấy là giữa pháo mã này chưa kết hợp được thì cũng chưa công được, mà ngược lại thì rất là khó phát triển quân. À, vì sao bạn? Ví dụ như bình pháo qua đây thì ngay dừng mã, còn nếu mà bình qua đây thì bạn thấy tương lai sẽ bị mã nhốt lại. Nếu như có tiến lên chiếu thì tướng vào thì mã này chưa có chỗ đánh, nhưng mà thấy mã chưa có chỗ đánh và cánh quân bên đây cũng chưa phát triển được tốt. Trong khi đó là pháo mình chỉ cần tiến xuống hai nước là có thể bắt đấu pháo này. Cho nên tới đây người ta chống sĩ lên là để bảo toàn lực lượng, thứ nhất là không cho mã chiếu, thứ hai nữa thì mã này quay về thì mã này vẫn có thể tiến lên bình thường và khống chế được mã này. Nếu mà mã mình quay về thì người ta sẽ tiến mã lên, vừa đè mã lại không cho đường về và vừa có đường cong đi xuống. Đó, cho nên nước chống sĩ vẫn là một nước khả thi hơn là cái nước mình phá qua. Đó, thì tới đây chúng ta thấy nè, chúng ta phi mã lên để kích đấu pháo này. Các bạn thấy chúng ta kích đấu pháo này để chi? Để đánh tan đi cái sự phòng thủ để chúng ta chiếm được cái chân ngoại tàu. Đó, thì tới đây chúng ta phi mã lên là chúng ta đang trực tiếp bắt mã và dùng pháo đang bắt pháo. Thì người ta có hai lựa chọn thôi, hoặc là dùng mã ăn mã hoặc là dùng pháo ăn pháo. Ví dụ như bây giờ người ta chiếm mã thì mình chiếm pháo. Đó, thì lúc này người ta chống sĩ lên hoặc là người ta thối mã về. Thì bạn thấy thối mã về thì không được, nếu thối mã về chúng ta chiếu tướng thì buộc mã phải lót về. À, sẽ chết không quân mã, cho nên ta sẽ chọn phương án chống sĩ. Tới đây ta sẽ chống sĩ khóa quân mình lại thì tạm thời quân mình chưa đi được. Tới đây chúng ta có hai nước đi, một là tiến binh năm, hai là thối mã về bắt mã. Thì bạn thấy lúc này nếu mà chúng ta thối về để mà bắt mã, dùng pháo dưới bắt mã thì mã là sẽ quăng qua. Ta quăng qua lộ 6, ta vừa bắt pháo mà vừa cướp là mục tiêu của mình thì buộc phải chạy pháo nữa, cho nên lúc này chúng ta tiến chốt lên để khóa mã lại, tiến chốt khóa mã.
thì lúc này chúng ta sẵn sàng bỏ lại một trong hai quân này nếu mà ta thượng tướng. Thì các bạn thấy nếu như trường hợp ta thượng tướng lên đây, thì chúng ta vẫn bị mất lại một quân. Chúng ta sẽ mất lại một quân nếu mà chọn cái phương án mà thượng tướng. Nhưng mà ngược lại quân tướng nằm rất là trong trên. Các bạn thấy là quân tướng nằm rất là trong trên. Tại vì sao các bạn? Khi mà tướng mà thượng lên là ba thì rất là nguy hiểm. Tại đơn giản thôi, lúc này cái trước tiên của chúng ta cần gì? Đó, chúng ta thoái khó về. Thì tướng này ăn lên thượng là ba. Thì các bạn thấy tới đây lực công của chúng ta khá là mạnh với cặp pháo và chốt. Và tuy nhiên là cũng phải tùy vào người công nữa nha các bạn. Chúng ta tùy vào người công. Thì tới đây pháo không thể theo xe. Khi chúng ta tấn xe một để chuẩn bị đem ra để phối hợp tấn công thì pháo lúc này không thể theo xe vì pháo chúng ta còn bên đây. Nếu mà để xe này xuất trận nữa thì tướng trên lầu cộng cặp pháo với xe chốt thì mình nghĩ rất là khó chống đỡ. Thứ nhất là quân mã này không còn đường thối lui. Thứ hai nữa quân mã này chưa phát triển. Thứ ba nữa pháo này chưa thể kết hợp được với quân nào để tấn công. Nên hình trận rất là khó. Như vậy nếu như người ta không thượng tướng mà người ta tiến xe lên trước. Để thứ nhất có thể là bình vào chiếu tướng. Thứ hai là có thể ăn qua chốt biên để mở chói cho pháo này. Khi người ta ăn chốt biên thì các bạn thấy nếu mà chúng ta dùng xe ăn pháo thì người ta chiếu tướng mình hai gái thì người ta sẽ ăn lại xe. Nếu mà lúc này chúng ta bình pháo vào trước thì chúng ta tự mình đánh mất đi một nước. Cho nên hợp lệ lúc này chúng ta thoái mã về để truy sát mã thì mã không thể xuống đây được, pháo này sẽ nổ qua. Đó. Thì lúc này buộc xe người ta phải đánh qua biên để chấp nhận bỏ mã này vì mã này cũng không thể cứu các bạn, không có đường nào để chạy được. Còn trường hợp tới đây người ta chiếu tướng thì đơn giản mình vào thôi thì mã chỉ có thể là lao xuống đây thôi, ngoài ra là không có nước khác, thì chi bằng là mã lao không thì người ta sẽ chiếm binh để đánh thoát pháo này ra. Đó, thì cái này tùy theo các bạn lựa chọn nữa nhé. Thí dụ các bạn chiếm binh thì các bạn thấy là pháo này không thể ăn. Đó, thì chúng ta chỉ có thể là ăn phần mã này. Thì lúc này người ta sẽ tiến xuống chiếu tướng như này. Thì lúc này các bạn có thể về tường hoặc là lên tướng. Thì các bạn nên thấy nè. Vì sao có nước về tường? Tại vì quân pháo của chúng ta đang nằm lẻ loi ở đây, chưa phối hợp được. Cho nên nước này chúng ta phế bỏ thêm một tường nữa để mở đường sau này cho chúng ta xác lập lại pháo đầu. Nên tới đây chúng ta phế tường. Thì người ta ăn tường và thoái pháo về, chỉ có hai nước để đi thôi. Thì chắc chắn tới đây người ta chiếm tường. Thì chúng ta thượng tướng lên. Thì lúc này người ta có thể là về pháo hoặc có thể là không về pháo mà tiến xe về để bắt pháo, thối về hai nước bắt pháo. Bạn thấy tới đây hình cờ chúng ta hoàn toàn rất là ưu với những quân lực mình nằm như thế này rất là ưu. Nó thì khi người ta thối về bắt pháo thì pháo chúng ta tiến lên hai nước để nhờ lại sức pháo dân. Bạn lưu ý là xe không thể tiến lên đây để mà bắt chốt được. Tại vì nếu tiến để bắt chốt thì đơn giản pháo chúng ta lại thối về. Nếu xe nhập vào chốt thì trước tiên nhập trung pháo thì các bạn nên hạ về một cặp pháo. Ví dụ các bạn hạ một nước thế này, người ta không thể bắt đôi được bạn, tại vì người ta đang bỏ lại một pháo, mà trong khi đó chúng ta chỉ cần bình pháo này vào, sẵn sàng bỏ lại mã này, chúng ta chiếm lấy pháo này. Các bạn thấy hình trận ba quân này đang rất thông thoáng đánh với một con mã ngựa và một con xe, đó, một con sĩ đứng trên trời và một con tượng đã gãy. Hình trận này chắc chắn các bạn đánh số muộn cũng thắng. Vậy mình trở lại chỗ này chút xíu. Khi người ta ăn tượng như thế này, chúng ta thuận tướng lên, xe thối về bắc pháo, pháo tiến lên hai nước. Thì trường hợp mình vừa nói là pháo về bắc xe, đây là một trường hợp thối xe về đó pháo bắc chốt. Như vậy thì người ta không thối về bắc pháo bắc chốt thì người ta đi nước khác được không? Chẳng hạn như tới đây ta mở binh để đem thêm một mã lên để tấn công, dùng như ta mở chốt này để đem tiếp một mã lên. Vì sức xe pháo thì không thể nào đánh sát thì phải mượn thêm lực của một quân mã để tiếp tục tấn công. Tại lúc này phòng thủ đã không còn là ý nghĩa nữa. Các bạn thấy với cái quân lực này thì phòng thủ đã không còn là ý nghĩa nữa. Đem mã lên vừa bắt quân vừa tham gia tấn công thì cơ hội sẽ phản công lại tốt hơn. Là bên đen lúc này chỉ ưu thế duy nhất một vấn đề là đang còn nhốt được quân xe của đỏ bên đây. Ngoài ra là không có một ưu thế nào khác. Tuy nhiên nếu mà tới đây mà người ta mở chốt thì chúng ta lại thối pháo trước, tránh trường hợp mã bắt pháo và chúng ta mất đi một nước. Nếu là thối pháo trước một nước là mình vào để chiếu tướng. Thì lúc này xe có thể thối về một để mà bắt pháo này hay không, hay là thối về hai để bắt pháo này.
Nếu mà thối về một hay hai không quan trọng thì lúc này chúng ta thối phá về hai nước. Nếu mà xe chém chốt thì pháo chúng ta lót vào chiếu tướng lại. Nếu như xe bình ra bắt mã thì chúng ta lại tiếp tục nhập pháo vào chiếu tướng thì buộc tướng phải phải lật ra. Đó, thì mình thấy lúc này không ai làm gì được quân mã mình cả. Mã mình có thể nhảy xuống bất cứ chỗ nào. Đó, chúng ta có thể nhảy đến đây hoặc là nhảy đến đây, trong khi đó chúng ta đang bắt lại pháo này. Và tuy nhiên tới đây là chúng ta cứ giữ mã bằng cách chúng ta quăng xuống. Đó, nếu như mã này phi lên thì chúng ta sẵn sàng đoạt lấy một sĩ nữa. Xe đạp về thì chúng ta lại đạp tiếp một pháo. Thì về cả tàng chúng ta vẫn ưu hoàn toàn. Đó, thì tuy nhiên mình khai quân hôm nay là cái hình trận gọi là hình trận giang hồ, đánh theo một cách quán tính. Có những nước mà mình cũng đã từng gặp và từng đánh thực chiến, cũng có thắng có thua, nhưng mà mình cảm thấy này nó cũng rất là hay, nó làm cái hình trận rất là loạn xạ, giúp cho chúng ta thấy rằng là cờ biến hóa vô lường, cho nên là chúng ta không ngờ trước được nước cờ nào hết. Thành ra là mình đã đụng thực chiến những ván cờ như thế này, mình thấy thú vị, mình đem lên mình chia sẻ lại với anh em để anh em nghiên cứu thêm, và anh em thấy nước nào ở trong ván cờ nó đẹp hơn anh em comment xuống để mà chúng ta chia sẻ và sửa lại những cái khuyết điểm đó, thì hình trận chúng ta từ từ nó mạnh dần lên. Vâng, thì cái khai cuộc giang hồ của tiên nhân chỉ lộ hôm nay mình tạm ngưng tại đây. Qua số thứ bảy mình sẽ tìm một hình trận khác để đưa lên để anh em chúng ta cùng nghiên cứu. Tới đây thì mình xin chào và tạm biệt anh em. Chúc anh em sức khỏe.